Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Các bạn thân mến, vào ngày hôm qua, tức là ngày thứ hai của cuộc tập trận phong tỏa Đài Loan do quân đội Trung Quốc thực hiện Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đăng lên một số bức ảnh gây xôn xao dư luận mạng Trung Quốc Đầu tiên là một cảnh do không quân ghi lại mà qua đó người ta suy đoán rằng Máy bay của Trung Quốc đang bay từ Bắc xuống Nam trên vùng biển phía đông Đài Loan Đường màu đỏ này được cư dân mạng phỏng đoán là dãy núi Anh Sơn ở Đài Trung thứ hai là bức ảnh chụp một tàu chiến của Đài Loan từ một con tàu chiến của Trung Quốc. Con tàu được chụp là tàu Lan Dương mang số hiệu 935 của Đài Loan. Bức ảnh này được cư dân mạng Trung Quốc đối chiếu và suy đoán là vị trí nằm gần khu vực Tú Lâm Hoa Liên vì trong ảnh nhìn thấy cả một công trình rất giống như ống khói nhà máy điện Hòa Bình trong khu vực này. Những bức ảnh chụp này khiến cư dân mạng Trung Quốc cực kỳ phấn khích. Trong một bài viết trên thấu théo, người ta viết Các đặc trưng này đều hiển thị rất rõ ràng rằng cự ly của tàu chiến giải phóng quân không xa mà ngay gần bờ biển Đài Loan. Chẳng trách có cư dân mạng bình luận rằng không quân nhìn thấy đường bờ biển, hải quân đã nhanh chóng áp sát bờ biển rồi. Trong bài viết, Tân Hoa xã điểm qua tình hình nói rằng ngày mùng 5 tháng 8, quân đội Trung Quốc cho biết họ vẫn đang tiếp tục tập trận chung trên vùng biển và vùng trời phía Bắc, Tây Nam và Đông Đài Loan. Hơn 10 tàu khu trục và hộ tống của Trung Quốc đã phong tỏa và kiểm soát vùng biển xung quanh Đài Loan. Đồng thời liên tục thực hiện những bài tập như tấn công mô phỏng với trên bờ, tấn công và phòng ngự tổng hợp, liên hợp chống ngầm để nâng cao năng lực tác chiến cốt lõi của tàu mặt nước. Nhiều tàu hộ vệ tên lửa và nhiều tổ hợp tên lửa di động trên bờ đã thực hiện nhắm mục tiêu vào các khu vực trọng yếu và mô phỏng đột kích. Không quân của chiến khu Đông đã có nhiều đợt xuất kích máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm, máy bay trinh sát điện tử bay đến xung quanh Đài Loan thực thi các nhiệm vụ trinh sát cảnh báo sớm tác chiến giành quyền kiểm soát trên không, yểm hộ hỗ trợ tấn công trên không. Lục quân của chiến khu Đông đã dùng hỏa lực tầm xa liên tục duy trì sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng các nhiệm vụ ứng phó hỗ trợ. Tuy nhiên, truyền thông Đài Loan tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện. Trên tờ Thái Quan News hôm nay có bài viết với việc này. Trong bài báo tác giả có đoạn viết, một người vận hành thuyền ngắm cá voi có trụ sở ở Hoa Liên đã đặt câu hỏi về tính xác thực của bức ảnh này trong một bài đăng trên Facebook Người này gợi ý rằng nó có thể đã bị chỉnh sửa. Những ngư dân và những người vận hành thuyền ngắm cá voi đã không trông thấy một tàu chiến Trung Quốc nào vào ngày 5 tháng 8 như thông tin của Tân Hoa Xã. Các bình luận bên dưới bài đăng này chỉ ra bằng chứng rằng bức ảnh trên Tân Hoa Xã đã bị chỉnh sửa. Trong đó bao gồm ánh sáng không bình thường và điểm hướng đến của chiếc ống nhòm trên tay thủy thủ. Thuyền trưởng một tàu Đài Loan được trích dẫn nói rằng Chúng có lẽ là những con tàu ma nên không có ngư dân nào nhìn thấy chúng trong tuần này, dù kích thước của chúng rất to lớn. Bài báo trên Taiwan News cho rằng những hành động công bố video hay ảnh chụp về cuộc tập trận của phía Trung Quốc nằm trong chiến dịch chiến tranh tâm lý của phía Trung Quốc để hù dọa người Đài Loan. Điều cũng đáng chú ý là từ 11 giờ trưa ngày 4 tháng 8, tờ báo này cũng đã đăng một bài viết dẫn lời chuyên gia quân sự Lữ Lễ Thi dự đoán rằng Trung Quốc có thể bắn tên lửa qua Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng hướng về một trong sáu khu vực mà họ tuyên bố tập trận. Từ tối mùng 3 tháng 8, trong một bài đăng trên Facebook, Lữ Lễ Thi đã khẳng định sáu khu vực bắn đạn thật của Trung Quốc tập trung vào việc phô diễn hỏa lực và rằng mục đích của các vụ thử tên lửa là để gửi thông điệp cảnh báo tập kích đường không bằng tên lửa nhằm tác động đến tinh thần người dân. Lữ Lễ Thi cũng nói thêm rằng quân đội Trung Quốc có thể quay video về các vụ phóng tên lửa và tác động của chúng trên biển để tiến hành một cuộc chiến tranh nhận thức. Chỉ sau khi bài báo đăng lên hơn 2 giờ đồng hồ, Trung Quốc đã phóng tên lửa thực và các diễn biến khá trùng khớp khi so với dự đoán của Lữ Lễ Thi. Các bạn thân mến, trên đây là cập nhật tình hình eo biển Đài Loan tính đến hiện nay. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.